Huyện Nho Quan vừa tổ chức khai mạc vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng năm 2022. Đây là sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Thông qua giải sẽ lựa chọn các cầu thủ nhí tiêu biểu thành lập đội tuyển tham dự giải bóng đá nhi đồng tranh cúp phát thanh truyền hình Ninh Bình trong thời gian tới. Tham gia vòng chung kết có 8 đội bóng tiêu biểu gồm Đức Long, Gia Tường, Phú Sơn, Quảng Lạc, Phú Long, Sơn Lai, Lạng Phong và thị trấn Nho Quan. Đây là những đội bóng đã vượt qua vòng thi đấu cụm ở các xã thị trấn trong huyện. Các đội được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội xuất sắc nhất của mỗi bảng và thi đấu vòng bán kết và trận chung kết. Trong thời gian qua, phong trào bóng đá thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển mạnh. Đáng chú ý, năm nay tất cả các xã thị trấn đều đã tổ chức giải bóng đá nhi đồng, tạo thành sân chơi vui tươi lành mạnh bổ ích cho các em trong dịp hè, tích cực rèn luyện sức khỏe tốt, chuẩn bị bước vào năm học mới. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng huyện Nho Quan diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 8.